Học còn nhớ ba Thích quá ta Hãy xin chào các bạn Chào mừng các bạn đến với video đầu tiên trong chuỗi video bài giảng Kanji N3 cùng với thầy Dũng và cô Hiền Mục tiêu trong mỗi video bài giảng của chúng ta là chúng ta sẽ học một Và thuộc được ba các bạn nhé Ngay sau đây chúng ta cùng nhau bước vào những chữ ăn đầu tiên trong video bài giảng ngày hôm nay Đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ học ba chữ đó là chữ Ý, ức và ức và các bạn hãy cùng nhau nhìn lên bảng để chúng ta cùng nhau phân tích xem ba chữ hán này giống và khác nhau ở đâu nhá. Đấy, chữ ý này, được chưa? Ok. Tiếp theo trong chữ ức này có chữ ý phải ở phía bên tay phải này, được chưa? Trong chữ ức số 2 này cũng có chữ ý ở phía bên tay phải này, đúng không? Khác nhau là gì? Ở phía bên tay trái trong chữ này có bộ tâm đứng, à bộ nhân đứng. Còn ở bên tay trái của chữ hán này sẽ là bộ tâm đứng, được chưa? Ok, ngay sau đây chúng ta cùng nhau đi vào chi tiết từng chữ hán một. Chữ đầu tiên đó là chữ ý Ý ở đây là gì nhỉ? Đúng rồi. Ý ở đây có nghĩa là ý kiến, đúng không? Chúng ta thấy ở bên trên của nó là bộ lập, đúng không? Ở bên dưới của nó là bộ nhật, được chưa? Lập nhật ghép lại với nhau thì chúng ta sẽ được chữ gì nhỉ? Đúng rồi, chúng ta sẽ được chữ âm, đúng không? Đó là âm thanh tiếng động, đọc là ô tô, được chưa? Ở bên dưới của nó là bộ tâm này, OK chưa? Hay? Vậy thì chúng ta hãy nhớ chữ hán này theo cách là gì? Ý kiến Ý kiến là những âm thanh Âm thanh phát ra từ trong tâm mình Được chưa? Ý kiến Đây Ý kiến này Đúng không? Là những âm thanh phát ra từ trong tim mình Ok vậy nhá Tiếp theo chúng ta chuyển sang chữ số 2 Đó là chữ ức Đúng không? Chữ ức ở đây có nghĩa là Hàng trăm triệu Đúng không? Ức có nghĩa là trăm triệu được chưa nào? Hay. Vậy thì chúng ta để ý xem. Ở bên trái của nó là bộ nhân, Đúng không? Nhân là con người đấy. Ở bên phải của nó là chữ ý, được chưa ạ? Hay. Vậy thì chúng ta nhớ như thế nào? Hay. Các bạn thấy đây là nhân là con người. Thì con người thì cần phải cố gắng. Các bạn nhớ nhé, con người thì cần phải cố gắng để mỗi ý kiến nói ra, để mỗi ý kiến nói ra đáng giá hàng trăm triệu. Được chưa? Hay. Con người thì cần phải cố gắng để mỗi ý kiến của mình nói ra Đấy chưa? Mỗi ý kiến của mình nói ra đáng giá hàng trăm triệu Ok rồi nhá Chúng ta chuyển sang chữ số 3 là chữ ức Chữ ức này có nghĩa là ký ức hay là trí nhớ các bạn nhá Ký ức hay là trí nhớ hay. Vậy thì chúng ta cùng nhau phân tích xem nào Đây là bộ tâm đứng Được chưa ạ? Bộ tâm đứng cũng bằng với lại trái tim Cũng bằng với lại là cô cô bằng với chữ hán này Được chứ nào? Hay ở bên phải của nó là Hay chữ ý Được chưa nào? Vậy thì chúng ta sẽ nhớ như thế nào đây? Hay chúng nhớ nhá. Ý kiến này. Ý kiến là gì? Ý kiến phát ra từ trong tim. Hay thì dễ dàng ghi nhớ trong ký ức, đúng không? Trong ký ức hay là trong trí nhớ của người khác. Được chưa? Nhắc lại một lần nhá Ý kiến phát ra từ trong tim dễ dàng lưu lại trong ký ức hay là trí nhớ của người khác. Tiếp theo chúng ta chuyển sang phần ôn tập cách nhớ. Ở đây chúng ta có một câu hỏi và bốn đáp án. Bốn đáp án này sẽ hiện lên màn hình và các bạn có thể dùng tay ấn vào màn hình để lựa chọn đáp án nhé. Ok. Câu hỏi nhé. Ý kiến là những âm thanh phát ra từ đâu? Một tay, mắt, hai mắt, ba tim, bốn tay. Các bạn có thể tưởng tượng chữ ý trong chữ ý kiến nhá. Ok thì sẽ nhớ được, sẽ tìm được đáp án rồi. Ok, đáp án của chúng ta là tim Đúng không nào, là trái tim Âm thanh này, Mình viết lại đây nhá Ô tô Âm thanh, đúng không? Hay. Phát ra từ trong tim Đấy, đấy chính là ý kiến Thế thế nào? Hay, bây giờ chúng ta chuyển sang phần từ vựng Được chưa? Phần từ vựng Chữ đầu tiên của chúng ta nó là chữ ý này Chữ ý thì không có âm cưng Mà chỉ có âm ôn, đọc là y mà thôi Chúng ta sẽ có những từ vựng Chewy な、注意、意味、意味な、1, 1.、受け取り期限は本日十三時十九分となりますので、ご注意ください。受け取り期限は本日23時59分となりますので、ご注意ください。 Hay ở câu này thì chúng ta có chủ ngữ là gì nhỉ? Uketori game tức là thời hạn tiếp nhận phải không nào? Hay hôm dịch sự là ngày hôm nay tốt là cho đến 23 giờ 59 phút ngày hôm nay. Của chi là mong quý khách hãy chú ý đúng không nào? Thời hạn tiếp nhận đến 23 giờ 59 phút ngày hôm nay, mong quý khách chú ý. Thì như vậy nhá. Nhị 辞書で単語の意味を調べる。辞書で単語の意味を調べる。はい。あ、こそ、はい。あれ、中高で辞書、は rồi, はで、こはで、ぶ、の、わん、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、今年、N1 に合格すると決意した。

Hai chúng ta chuyển sang chữ ức này. Hai đọc là ốc cự nhé. Bạn nhớ cho mình ốc cự. Và chúng ta sẽ có hai từ vựng sau đây. Ichioku en. Ichioku en là gì nhỉ? 100 triệu yên. Được chưa? 100 triệu yên. Jiuoku. Jiuoku đây có nghĩa là 1 tỷ. Được chưa? Jiuoku có nghĩa là 1 tỷ. 1, 1億円で家を建てる。 1>, 1億円で家を建てる。はい、このを建て1億円。100 en, で、まあ、5円。で、じゃあ、家を建てる。まあ、せいや、いこれで、じゃあ、トイせいや、こ円。じゃあ、en, 2、人口約10億人の国。人口約10億人の国。はい、こそはい。 Jinko, Jinko ở đây là dân số. Nhắc cự có nghĩa là khoảng. Như thế nào? Jiuoku nin. Jiuoku đây có nghĩa là một tỷ. Như thế nào? Kunin là đất nước thì nó dịch là gì? Đất nước có dân số khoảng một tỷ người. Được chưa? Hay chữ số 3 cũng là chữ ức cũng không có âm cơn đọc là ô cự là nào? Này, chữ này đọc là gì nhỉ? Ngoài chữ này ký đọc là ki khắc cự đúng không? kiêu cự liệp cự đúng không? kêu cự liệp cự, à khả năng ghi nhớ là như nào? hay ký ức trí nhớ này, được chưa? ký ức trí nhớ nhưng mà thêm chữ lực ở đây, được chưa? hay khả năng thì chúng ta gì là khả năng ghi nhớ, được chưa? Tiếp theo kiêu cự, à trí nhớ hay là ký ức? 1. 他はとても记憶力がいい 彼はとても記憶力がいい。2、酔っ払って昨日の記憶ははい。酔っ払って昨日の記憶がい。の記憶がない。酔っ払って昨日のあ、憶がない。酔っ払っての記憶がない。酔っ払って昨日の記憶がない。酔っ払って昨日の記憶がない。Hey, từ, 酔っ払って昨日の記憶がな酔っ払って酔っ払って昨日の記憶い。酔っ払っ kino no ký ức, ức của ngày hôm qua thì không còn nữa đúng không thì chúng ta cùng nhau dịch là chẳng còn chút ký ức nào của ngày hôm qua do tôi say được chưa hay cuối cùng chúng ta chuyển sang phần phân biệt chữ hán ôn tập lại ba chữ hán ngày hôm nay đã học đúng không thông qua một từ vựng đó là một từ vựng đó là kết gì tức là quyết tâm được chưa nào kết gì ngay các bạn lựa chọn chữ hán nào một trong vài chữ hán này ở chỗ trống này các bạn làm đi Ok, chúng ta là gì nhỉ? <laughs> kết gì? Đáp án số 1 đúng là kết gì? Được chưa nào, quyết tâm Hay, Chữ số 2 này là gì đây? Đúng rồi Người cố gắng thì luôn đưa ra được những ý kiến đáng giá hàng trăm triệu đây Được chưa? Tiếp theo đúng không? Trái tim này, ý kiến này đúng không? Ý kiến xuất phát từ trong tim thì dễ dàng lưu lại trong kiếp Đúng không? Hay là trí nhớ của người khác, được chưa ạ? Hay, vậy là bài giảng ngày hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tới nha Bye bye